Không đâu đâu. Ngồi. Bùn đâu? Hả? À, dạ là... mới bị té đem lên lại xe lên xe lại. Trả lời ok. Trả lời đi. Má bị té. Đây 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 đây. Bây giờ đâu? Ta cô. Xuống dốc nè bạn, xuống dốc nè, xuống cái G nè, xuống cái G nè bạn. Đứng lại từ từ. Nó chạy được mình. Ta lơ. Ê, mình đó, nó. Ở đâu bắn xuống vậy? Có một thằng chạy ngược về đây nha. Chạy ngược về phía xe. Hồ. Lên xe. Ê, mình nhìn phía hồ rồi đó, nhìn phía hồ rồi đó. Ê, lùi đi cái ơi. Lên xe đi. Nó bắn mấy viên học mẹ xe ạ, Vaseline. Lên đi cô ạ, kêu ơi. Đang trên đây với anh em mẹ. Đang gần hồ nè. Nhìn trên, nhìn đủ rồi. Lúc một cái anh em đi Huy anh trên cho em đi miền Tây. Anh em ơi, quay lại ta cô có cái gì mà tản hết vậy? Có hiệu lệnh lùi không? Hỗ trợ ta cô nè. Ta cô nè. Mấy cây xăng nè. Ừ thì lấy cây xăng đi. Cái gì mà tao hồng rồi, cây tao hồng rồi. Hỗ trợ cho đi cây lấy xe kìa. Hỗ trợ lấy đi cây kìa. Ốc đủ, phải ốc đủ. Ai lên đây đi chung nè. Lâu quá rồi không bắn nhau hết anh em bị loại cái này đó. Cái gì đâu vừa mới thấy nó cái quay lại sau lưng đéo thấy anh em đâu. Đâu Đi ping hai mươi rồi, còn một thằng nữa. Nó nhà có cái bạn kia, nó đi mô tô với cái chuyện nó móc trên đầu anh em xuống đó nha. Để tiền lên đầu thì coi. Lên lên trên cái chị sao? Đóng nhà hoa. Qua lấy nhà khác không? Có đi lấy nhà khác không? Bây giờ anh em nghe nè, hai ba anh em chạy qua bên nóc nhà chỗ bán đà. Đi qua đây. Từ trên núi đang sửa tụi em. Tôi đang đứng trên núi nè. Đừng có đấu với núi nữa. Không ý là đứng cao không? Núi đang xuống nè. Núi có hai thằng nè. Tập trung lại nè. Quang ơi. Tụi mình tập trung coi lại cái chỗ nãy. Tao thấy tụi nó đứng trên núi nhiều lắm. Một xe núi xuống. Nghe nè. Anh em hai thằng người xuống ngay cái chỗ nè bán đạp cho anh lẹ đi. Chết đuôi. Em bắt đầu qua chỗ anh tụi mày nữa. Tao giết một. Đi chạy. Tay lờ hả? Bên mình, 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 bên mình
Bỏ xe đi với thằng đi chứ. Bỏ xe máy đi. Không có thằng cái nhà burger, có thằng cái nhà burger. Mày đỏ có người đây mấy em đẩy ấy. Đây, tao đẩy xuống nhà bạn. Không được, cái nhà vàng đó bỏ. Từ từ. Bỏ nhà vàng đúng không? Thôi rút đi kia ơi. Lết quá, xe nó lên. Nhà vàng đông lắm á, nhà vàng tụi nó ở đó. Nhà taco. Nó ngay không phải. Cái nhà vàng ngay gần taco. Cái nhà taco bị chip chưa? Nhà taco bị chip chưa? Ok. Xe máy, cho mượn xe máy đi, bỏ xe đi, cho anh mượn xe máy ấy. Có chuyện nó dụ đó, có chuyện nó dụ. Dụ anh, từ lại. Dụ nó dụ, bỏ đi, dụ quá. Anh biết. Giữ vị trí nha, đừng di chuyển. Nghe anh. Sẽ tốt này, nghe anh. Bây giờ, ở bên đám con rảy anh béo, cứ ráng bắn đi. Anh với lại hai người này đi chỗ khác. Rồi cứ ráng giữ vị trí nha, có gì báo nha. Rồi khác cho anh nè. Anh đội xả thuốc lớn chứ. Bên khu nhà burger có người nha, khu nhà burger có người á, một tên thằng. Trên đầu nó cao quá. Nè, nhìn hứa là nhìn nè. Thấy hứa là nhìn không? Nè, trên tím. Cái này Lucas kêu nè. Bên em với anh bé. Đây là giữa hai cái thùng kia nằm. Đây là cái thùng kia nằm, thấy không? Cái thùng hai thùng kia nằm, cái thùng nhìn khá nhau lên, hiểu không? Tao thấy trên đầu vẫn có nè. Đừng kiểm tra xung quanh. Có thằng ở đầu đường cái nhà bên kia nha anh béo, bị công qua nó gì nè. Đầu đường nào? Dưới mặt mình nó không ở đúng rồi cái hướng cho lòng cũ á. Ok, nha. Chơi đó giờ canh chơi đó nè. Đừng đẩy nhanh béo, bọn nó đông nhanh béo, nó đi chung nhanh béo. Bê. Được rồi. Lần sau mà nó bỏ tới đó hay gì? Nó bỏ trên đường xuống anh. Nè Ray, nghe nói là Ray mang qua cái nhà đỏ này nè. Cái nhà đỏ này nhìn là Ray, qua bớt đó. Giờ mới tao xuống Gia Long được không? Gia Long cũ. Không. Dạ. Nhà đỏ nó bắn kìa. Đừng ổn gì đâu. Được rồi đừng. Rồi, em đang qua nè. Ta xe chạy dưới đường con. À đi. Ba em leo lỏi. Đi. Bắn vào trên đi chơi đi đuổi. Cái lùn gì đây? Lê đầu. Xe trắng à. Ai á? Con xe trắng nó bắn á, con xe trắng. Nó một. Hai. Bắn từ khu bên nhà mình bắn tới mình luôn. Nó không ai biết luôn. Đang kê nè, em lên đi. Có một nhảy rồi, nó nhảy xuống rồi. Đâu. Hay. Ê, bỏ khu núi đi nha, bỏ khu núi đi. Mình lấy được nhà đỏ rồi, bỏ khu núi đi. Nhà hoa. Đi.
Tôi nhà trước mi rồi. Tao cô đằng sau. Gốc cây, gốc cây. Bóp ở trên đồi bóp xuống, trên đồi bóp xuống. Đây. Gốc cây tao cô. Tao để ngay đằng sau kế cái tạp hóa luôn. Cho mấy cái ngõ ấy. Né đi cây, né. Em vào. Đằng sau tạp hóa đó. Đau không? Rồi. Rồi, thấy đâm thẳng vô xe vàng, đâm thẳng vô nhà vàng đi chị. Ơi, dừng. Rồi. Bên nóc mà vàng cũng có đó. Tao một nè miền Tây. Hay. Đi. Tao một nữa. Hey, đi luôn rồi, tao té đi luôn rồi. Hay quá. Nào đi xanh chết nghe, đúng con giờ tròn vậy. Hay, Còn một nữa, trong hẻm, bên trái. Thằng nào đi xanh chết nghe, đúng con giờ tròn vậy. Đâu ba rồi. Hay. Anh em nào yếu hưu đi, giáp thủng đi rồi anh em đi tiếp này. Trước mặt ba cái ở nhà bò. Ở đâu, báo đi. Nhà vàng. Bên giao long cũ á. Đằng sau lưng tao đúng không? Ừ, em sau lưng anh. Đằng sau nghe anh em. Đi lùi. Tao sau lưng mày nữa. Tao tì ra nhá. Sau nhà kia ơi. Tì ra nhá. Sau nhà kia ơi. Từ chị. Ơi, hàng gạo đâm tao. Hai thằng nhà đỏ đao này, hai thằng đi thằng đao là 4 luôn. Từ Minh Tây ơi. Đao. Hay. Vậy, ủa vậy Taco còn không? Hồi nãy mấy Taco clear. Ok. Owen nó cứ ở đây chiếm cái nhà này. Em đạn cái. Ôi giấy kia ơi, một đầu rồi kia ơi. Owen với quay kia đưa anh chìa khóa một xe anh đi đảo vô. Đang chạy nhà bạn mặt hồ này. Vô. À nay bạn có thằng dành tập 4 một trụ hả? Bên nhà bên vườn giao long cũ quá. Đi chung. Vườn giao cũ. Đủ máy bắn rau á. Từ. Anh chị xuống lấy người đi, người đi còn á. Không, chỉ có không sao. Không ai thiếu thì cứ lấy người ti thôi. Owen đâu rồi? Odem bị bắn đâu rồi? Bên nào bắn? Bên nhà hoa qua đang ở dưới chân nhà vàng. Bên nhà hoa hả? Bên ơi mình lấy cái nóc nhà. Cái nhà nóc nhà điện thoại mình bắn qua nhà hoa được ở miền Tây. Nó đang bị kẹp á, từ. Nóc nhà điện thoại còn cái. Huy rồi. Đi chạy ra trong nhà luôn kia ơi. Đâu vợ, đeo lên nhà điện thoại nha, đồ. Ây da, đau xuống ơi. Hai thằng kia ơi, một thằng trên nóc nhà về luôn đó kia ô. Trên nóc nhà cao, nhà đang xếp cao. Cao một. Ai, chạy xe. Tao. Ông vợ, các bạn. Lên trên nhà này, chạy thẳng quá luôn, chạy thẳng quá luôn. Ngay đằng sau nhà của mày có đông lắm ấy, kia ơi. Trên đầu nhà một thằng kia ô. Nhà thằng kia ô vừa đứng hút điếu ấy là ba thằng ở trong nhà đấy. Ở trên đầu mày còn á nha kia ơi. Kia ô có ba thằng ở góc đấy kia ơi. Chồng biết rồi, anh em con. Trước mặt gần ba, trước mặt gần nhà hoa, đâu một nhà hoa. Tôi đông, đẩy. Đâu một nhà hoa rồi đó. Đâu hai rồi. Đâu hai nữa. Em giáp miền Tây ơi. Đâu ba luôn á. Rồi. Ơi tao thấy tụi nó nè. Bắn kìa. Ê, tao móc tụi nó được. Ổn anh Béo. Ây da, đủ má, nhận cái lồn vậy. Lồn ơi, còn nào nữa. Còn cao nữa. Cái lồn má, móc 3-4 thằng luôn vậy.
lúc đổ cho em không. Thằng nằm bên mặt thằng mà tao đánh chết, thằng mà tao chạy ra. Nó vừa bắn tao á. Mình coi nhầy. Anh cảm thấy là chị đại nó như thế này không? Vác hộ em ra đây kìa chị đại. Anh từng trải bao nhiêu trận đấu nó rơi giống như trận đấu này nữa. Ba người anh thấy. Còn Kumada đi vừa đi quay lại. Thấy bình thường à. Đúng rồi. Kumada đen kìa. Đúng rồi, cảm ơn nha. Đây nó bình thường. Đủ ghế vững không dấn đi tôi không có gì cũng cả rồi mà chiến đấu hỏi thằng nó nói chung là cũng dễ thôi chị cũng không cần phải ra phát súng nào hết nhà hoa gì thằng chị chưa có ra phát súng nào hết nghe bạn tôi đang kệ rút đi thả cái tay đi đừng chặt mà người chặt cái tay ơi ruột tao nó lòi ra.